Chào mọi người, nay sáng thứ sáu á, lết đó. Mọi người xem sao nào lấy em á, điện thoại 0349 653147. Số điện thoại có Zalo á. Nơi đầu tiên có cái đôi hứ này. Đôi hứ á. Hứ đấy, em nói hứ á. Về mảnh để trong gara. Có này đốn lên này. Có cái này hứ ra. Hứ ra. Lấy cái này đôi lên đó. Bảy mươi nghìn. Bảy mươi nghìn về bản đồ chế gì đồ. 27 70 nghìn. Tiếp theo có cái lưỡi dao. Lưỡi dao 27 bằng rồng 3. Dây 3 bụng lý đó. Còn mộc đấy. Thẹp đã tối rồi. Về bản mai. Mai làm cảng đó. Xe A28 100 nghìn. Xem mấy cái dao gọt bánh mì 80 nghìn. Dao gọt bánh mì 6 cây 29 80 nghìn. Cửa. Cửa 50 nghìn. Về mảnh mai lại. Này cửa nách đó. Cửa nách lưỡi dài gần 30 á. Thép đen á, thép này thì siêu bẹn. Đảm bảo siêu bẹn. Có mộc đây luôn. Em 50, 30, 50 nghìn. Em có mở kia nhọn nhọn này. 70 nghìn. Nhiều á. Nhọn nhọn này. 31 70 nghìn. Đuôi chuột 2632. 2632 100 nghìn. Ba hai 100 nghìn. Đẹp á. Đập núi này. Đầu búa này 30 nghìn. Có cái lỗ lắm cạn này. Nên gọi đầu búa. Nặng nắm lương á, 30 nghìn. Thế cái uống ống này. Này bị gãy chỗ này, người ta hang lại. Nhỏ nhỏ. Này uống ống 8 lý á. 8 lý á. Uống thì vẫn bình thường á. Gãy cái này người ta hang lại thôi. 80 nghìn. Bà tứ 80 nghìn. Đầu bùa 4,5 kg này. Hàng da bắn luôn này. Diện IMT 4,5 kg này. Đầu đẹp. Này 2,5 kg á. Ba lăm. 250 nghìn. Tiếp theo hai cục này này. Này có hơi cận mẹ này. Năm mươi nghìn. Về bán đồ gì đâu á. 36 70 nghìn. Thược này 50 nghìn. Này 5 mét á. 5 mét này. Tại vì má này da bằng. Này về bán kéo tầm 4 mét á. Còn nó bị như này á. Là bán kia. Đẩy vào nhân dân nhá. Đẩy vào nhân dân này. Xa cho bên á. Rồi 50 nghìn. 5 mét á, 37, 50 nghìn. Hai đôi chuột này, 80 nghìn. 17, 21 á. Này đang kẹt này. 17, 21. Cái này chạy ra. Đây là 38, 80 nghìn. 9 có cái mũi này. 80 nghìn. Dài 54 á. 39 80 nghìn. 40 80 nghìn luôn. Hết 300 ml.
măng miền đây tốt á, ăn nó dai lắm, lò xo bình thường để rồi bình thường luôn. 40-80 nghìn, còn mùi đục 30 ml, mùi đục 30 ml này nó hơi tu á, bạn mẹ 100 nghìn. Bụng 1 100 nghìn, bụng 2 cái cửa này, 2 cửa luôn, bạn lần 2 cái luôn 80 nghìn, thẻ con đẹp lắm này, nó ổ thôi, quăng bài người ta ổ thôi. Mộc về mai này răng ông Nguyễn hết á, về mai này cầm gọn nhất là cái này, cầm gọn cửa cây cửa kiện đâu sắc lắm á. Bụng 2 80 nghìn, có bồ đâu này 50 nghìn, 50 nghìn. Nhìn đâu nam mày ăn sai đâu đó, nhỏ nhỏ vừa vừa, bồng 3 50 nghìn. Cũng có cái mít thời này, hoạt động bình thường á, chắc hoạt động bình thường đó, thiếu cái này về mày ăn múa chừng 3/8 á, về mảnh mở xe đạp mấy cái máy máy xăng nữa 150. Bụng bụng 150, bụng 5 hai cái này mọc cái này 100 nghìn, nhỏ và to bụng 5 100 nghìn. Bụng xong có hai cái này này, hai này nha 80 nghìn, bộ hạp 1/2 này. Cái mở này bùa với cái nẹp này, bộ 6 80 nghìn, ba cái tay quay, ba quay kèm, còn cái này dài này, hai cái ngang ngắn, bộ này 100 nghìn này, khá đẹp. Bụng 7 100 nghìn. Theo cái này bụng 50 ml này, miệng đẹp luôn. Này 300. Bụng 8 300 nghìn. Bụng 9 nghìn. Hai bao này tương đối khá, hai này 80 nghìn, còn liền lạc này. Không thấy cận gì hết, bụng 9 80 nghìn. Rồi cây á, bình thủy nè, Yuru này 150, tương đối đó, về mảnh này đừng gì đừng, cái này đừng cho con nít vậy. Pha bọc tì này 50 150, có cái kẹo cắt cạp như này em xí á, cạp dây điện này, cặp 3 phấn á, lưỡi đi con đẹp này. Cái này em 350 á, 350, cắt cặp 3 phấn luôn á, dài 76 á, 51, 350. Mai gọi cái cây này mộc này chuẩn thép đen này, người ta thiết kế cong cong như này dễ bày, khỏi phải kế gì hết. Này 60 nghìn, dài 60, 52 60 nghìn, 53 kia mani 100 nghìn, mani lớn á, lớn á.
sai tương đối. Năm ba 100.000 năm tướng còn mỡ. Mỡ này về mảnh lấy thép á, nó bể bể như này. 50.000 bể bể gãy gãy. Bạn 50.000 về mảnh lấy thép á. Năm tư 50.000 theo bột kẹo. Bột kẹo này 50.000 nhé, kẹo nhỏ nhỏ không nguyên vẹn á, khá là nhiều cây. 55 50.000. Rồi, hẹn gặp lần tiếp theo.